Kinh văn: Bạch Thế Tôn, do con cúng dường Đức Quán Âm Như Lai nên con được Ngài truyền thọ Như Huyễn Văn Huân, Văn Tu Kim Cang Tam Muội, được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực, khiến cho thân con thành tựu 32 ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. Giảng giảng: Bạch Thế Tôn, do con cúng dường Đức Quán Âm Như Lai nên con được Ngài truyền thọ Như Huyễn Văn Huân, Văn Tu Kim Cang Tam Muội. Nói Như Huyễn là vì tu mà không tu, không tu mà tu, có nghĩa là hành giả luôn luôn biết được những gì đang xảy ra trong mọi thời và không bao giờ quên. Thế nhưng dù không quên, nhưng hành giả cũng không thực sự nhớ chúng, chẳng nhớ nghĩ về chúng, tuy nhiên cũng không quên chúng. Văn huân có nghĩa là hằng ngày Bồ Tát thường tu tập pháp môn phản văn, văn tự tánh, chờ đến khi thấm nhuần công phu này. Đây là pháp Kim Cang Tam Muội. Khi hành giả phát huy định lực này sẽ được thành tựu Kim Cang Tam Muội. Nhờ con được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực, khiến cho thân con thành tựu 32 ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. Con có được từ lực đồng như chư Phật, khiến cho con có được 32 ứng thân, nên con có thể đi đến khắp mọi quốc độ để giáo hóa chúng sanh. Kinh văn: Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nhập Tam Ma Địa, tiến tu pháp vô lậu, đã được thắng giải và thể hiện viên thông, con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp cho các vị nghe, khiến cho các vị Bồ Tát ấy được giải thoát. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nhập Tam Ma Địa, tiến tu pháp vô lậu, các ngài đã đạt được chánh định và muốn tiếp tục công phu để đạt đến cảnh giới chân thật vô trụ xứ Niết Bàn. Các ngài là những vị đã đạt được thắng giải và thể hiện viên thông. Trí huệ của các ngài rất vi diệu và đã hiển bày được lục căn viên thông. Con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp cho các vị nghe, khiến cho các vị Bồ Tát ấy được giải thoát. Khi con gặp những chúng sinh như vậy, con liền hiện thành thân Phật. Dù chính con chưa thành Phật, nhưng nhờ năng lực từ bi của con đồng như chư Phật, do từ lực này mà con hiện được thân Phật và nói pháp cho hàng Bồ Tát để giúp cho họ đạt đến giải thoát. Kinh văn: Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng, đã được thắng diệu viên mãn, con sẽ hiện ra trước các vị ấy thân độc giác, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ được giải thoát. Giảng giải: Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng, hàng hữu học là chỉ cho những người chưa đạt quả vị thứ tư của A-la-hán, là những vị đã được thắng diệu viên mãn. Trí huệ họ rất thù thắng vi diệu và đã thể nhập được viên thông. Con sẽ hiện ra trước các vị ấy thân độc giác, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ được giải thoát. Đối với hàng chúng sinh này, con sẽ hiện ra bậc độc giác, có nghĩa là người thuộc hàm vị thừa đã chứng đạo khi Đức Phật chưa thị hiện trong đời. Họ tu tập pháp 12 nhân duyên và được giác ngộ. Vào mùa xuân họ quan sát hoa đào trắng nở, vào mùa thu họ quan sát lá vàng rơi. Họ ngộ ra nguyên lý vận hành tự nhiên của sinh và diệt trong vô số hiện tượng thế gian. Đó là cách mà các vị độc giác đã giác ngộ. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ xuất hiện như là một vị độc giác để giảng pháp cho các vị ấy, giúp cho các vị ấy được giác ngộ. Kinh văn: Nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, do các duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính và thắng tánh đã viên mãn, con hiện ra trước người đó thân duyên giác, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Giảng giải: Nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, do các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, lần nữa hữu học là chỉ cho sơ quả A-la-hán. 12 nhân duyên đã được giảng giải ở văn trước, những điểm ấy rất quan trọng. 1. Vô minh duyên hành. 2. Hành duyên thức. 3. Thức duyên danh sắc. 4. Danh sắc duyên lục nhập. 5. Lục nhập duyên xúc. 6. Xúc duyên thọ. 7. Thọ duyên ái. 8. Ái duyên thủ. 9. Thủ duyên hữu. 10. Hữu duyên sinh. 11. Sinh duyên lão tử. Đây là lưu chuyển môn, tức là chiều lưu chuyển. Khi vô minh diệt,
hành diệt, khi hành diệt thức diệt, khi thức diệt danh sắc diệt, khi danh sắc diệt lục nhập diệt, khi lục nhập diệt xúc diệt, khi xúc diệt thọ diệt, khi thọ diệt ái diệt, khi ái diệt thủ diệt, khi thủ diệt hữu diệt, khi hữu diệt sinh diệt, khi sinh diệt lão tử diệt. Đây là chiều hoàn diệt môn. Người tu đạo A-la-hán trở nên rất rõ ràng về vô minh và mối liên hệ dẫn đến sự sinh khởi. Từ sinh đến tử, chúng sinh được sanh ra rồi lại chết, xoay dần nhau. Chúng ta chấm dứt dòng luân hồi sinh tử bằng cách trước hết dập tắt vô minh. Khi vô minh đã dứt sạch, các mối liên kết khác lần lượt tiêu tan. Khi họ đoạn trừ các duyên này, họ phát ra thắng tánh. Họ trở thành những người có thắng tánh đã viên mãn. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra trước người đó thân duyên giác, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Kinh văn: Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của tứ đế, tu đạo đế và thể nhập diệt đế, thắng tính hiện bày viên mãn, con liền hiện ra thân thanh văn trước người kia, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ được giải thoát. Giảng giải: Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của tứ đế, tu đạo đế và thể nhập diệt đế, có thể đó là các hàng thanh văn A-la-hán đã nhận ra được tánh không của tứ diệu đế, đã tu tập đạo đế và đã chứng được diệu lạc niết bàn. Các ngài đã đạt được thắng tính hiện bày viên mãn, họ đã thể hiện được trạng thái viên thông. Con liền hiện ra thân thanh văn trước người kia, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ được giải thoát. Tại sao Bồ Tát lại hiện thân thanh văn? Vì làm như vậy các ngài mới thành giống như họ và rất dễ thông cảm. Bồ Tát trở thành một người bạn tốt và có nhiều niềm tin lẫn nhau được thiết lập. Nếu mình không quan hệ với mọi người, dù bất luận mình nói điều gì, họ cũng sẽ không tin. Bồ Tát như thể yêu thích họ để giáo hóa họ. Thanh văn chứng đạo là nhờ nghe lời giảng của chư Phật. Họ là những người thuộc hàng nhị thừa. Kinh văn: Nếu có chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ dục lạc thế gian và muốn thân được thanh tịnh, con liền hiện ra trước người ấy thân phạm dương, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Giảng giải: Nếu có chúng sinh, những chúng sinh này không phải là thanh văn, duyên giác, chẳng phải là hàng Bồ Tát, họ là những chúng sinh phàm phu trong lục đạo. Họ là những chúng sinh mong muốn tâm được tỏ ngộ, họ muốn đạt được giác ngộ, hiểu biết chân thật. Họ là những người không phạm vào cảnh dục lạc thế gian, họ tránh xa tham dục trong cõi thế gian phàm tình, vì họ muốn thân được thanh tịnh. Con liền hiện ra trước người ấy thân phạm dương, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Con sẽ hiện ra như vị đại phạm thiên dương và giảng pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Kinh văn: Nếu có chúng sinh muốn làm thiên chủ, thống lãnh các cõi trời, con liền hiện ra trước người này thân đế thích, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Giảng giải: Nếu có chúng sinh muốn làm thiên chủ là chỉ cho Chúa Trời của đạo Cơ Đốc, họ muốn thống lãnh các cõi trời, họ muốn được cai trị các cõi trời. Con liền hiện ra trước người này thân đế thích, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Con liền hiện ra thân đế thích, vì loại chúng sinh này, đế thích là vị thiên chủ, Chúa Trời. Quý vị có biết rằng đức mẹ của Thiên Chúa Giáo chính là Bồ Tát Quán Thế Âm chăng? Người theo đạo Thiên Chúa Giáo tin vào đức mẹ vì họ muốn được tái sanh ở trên cõi trời. Thế nên Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thành nữ thần để giáo hóa họ, khiến cho họ được sinh ở cõi trời. Dĩ nhiên, từ cõi trời họ sẽ đọa lạc trở lại, nhưng dần dần họ sẽ lại tiến bộ. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện và thuyết pháp để giúp cho mọi người được sinh lên cõi trời? Mục đích tối hậu của Ngài là khiến cho chúng sinh tin vào chư Phật. Nhưng vì lúc đó, ước nguyện của họ là được sanh lên cõi trời, nên Ngài dạy cho họ cách thức thế nào để được sanh ở trên trời. Khi họ từ cõi trời đọa lạc trở lại, rốt cuộc họ sẽ tin vào chư Phật.
Người phàm phu thấy rằng thời gian theo tiến trình này rất là dài lâu, nhưng thực ra trong Phật nhãn đó chỉ là một khoảnh khắc, chỉ là chớp mắt. Phương pháp này giống như cha mẹ muốn con mình thông thạo xuất sắc một nghề nhưng con mình lại không muốn học nghề đó. Cha mẹ phải chịu theo để cho con mình học ngành nào mà nó thích, nhưng sau vài cơ hội ban đầu thất bại, cuối cùng nó phải chuyển hướng học ngành nghề mà cha mẹ đã đề nghị. Phương pháp Quán Thế Âm Bồ Tát giáo hóa chúng sinh là đáp ứng bất kỳ mọi ước nguyện của chúng sinh mong muốn, nhưng mục đích tối hậu là Ngài luôn luôn đưa chúng sinh đến chỗ thành tựu Phật quả. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net. Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, đi khắp mười phương, con hiện ra thân tự tại thiên trước người đó, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được thành tựu ước nguyện. Giảng giải: nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, họ muốn được tự tại để đi đến bất kỳ nơi đâu mà mình muốn, con hiện ra thân tự tại thiên trước người đó, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được thành tựu ước nguyện. Chư thiên thuộc cõi trời đại tự tại có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà họ muốn. Kinh văn: nhược chư chúng sanh dục thân tự tại phi hành hư không, ngã ư bỉ tiền hiện đại tự tại thiên thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. Việt dịch: nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại phi hành giữa hư không, còn hiện ra trước người đó thân đại tự tại thiên, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. Giảng giải: nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại phi hành giữa hư không, họ muốn được tự tại, thân thể biến hóa như ý muốn. Họ muốn thân thể mình phi hành giữa hư không. Do họ có mong ước này nên con sẽ tự nương vào tự lực của chư Phật để khiến cho họ hiện thân như ý muốn, và con sẽ hiện ra trước họ thân của đại tự tại thiên và giảng pháp cho họ nghe, khiến cho họ thành tựu ước nguyện. Đại tự tại thiên rất là tự chủ và đầy phúc lạc. Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân như vị này để giúp cho chúng sinh thành tựu ước nguyện của họ. Kinh văn: nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu giúp đất nước, con sẽ hiện ra trước người đó thân thiên đại tướng quân, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. Giảng giải: nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu giúp đất nước, có một số người thích thống lĩnh quỷ thần. Họ làm việc này với ý nghĩa tinh thần yêu nước để cứu hộ và bảo vệ tổ quốc. Con sẽ hiện ra trước người đó thân thiên đại tướng quân, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. Kinh văn: nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sinh, con sẽ hiện ra trước người đó thân tứ thiên vương, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. Giảng giải: nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sinh, họ muốn cai quản thế giới để bảo hộ chúng sinh trong thế giới ấy, con sẽ hiện ra trước người đó thân tứ thiên vương, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. Tứ thiên vương là: 1. Trị quốc thiên, giám sát châu Puvabideha ở phía đông. 2. Quản mục thiên, giám sát châu Aparagodania ở phía tây. 3. Tăng trưởng thiên, giám sát châu Jambuvipa ở phương nam. 4. Đa văn thiên hoặc Tỳ sa môn thiên vương, giám sát châu Uttarakuru ở phương bắc. Đối với những ai muốn thống trị thế giới và bảo hộ chúng sinh, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ ứng hiện thân của một trong bốn vị thiên vương này. Kinh văn: nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung, sai khiến quỷ thần, con sẽ hiện ra thân thái tử con của tứ thiên vương trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải:
nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung, ưa thích phước lạc ở cõi trời, khi ở trong cõi trời, họ có thể sai khiến quỷ thần. Họ có thể ra lệnh quỷ thần làm một số việc cho họ. Họ hô triệu quỷ thần lại và giao việc cho chúng làm. Thật ra, khả năng ra lệnh cho quỷ thần rất là bình thường. Người ta thấy điều ấy lạ kỳ, nhưng thật ra không phải như vậy. Đối với những ai muốn sai sử quỷ thần, con sẽ hiện ra thân thái tử con của Tứ Thiên Vương trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn: nếu có chúng sinh thích làm vua cõi người, con sẽ hiện ra thân quốc vương trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: nếu có người thích thống lĩnh cõi nhân gian, con liền hiện ra trước người ấy thân của một vị quốc vương để nói pháp cho họ nghe. Kinh văn: nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được người đời kính ngưỡng, con sẽ hiện ra thân trưởng giả trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được người đời kính ngưỡng, họ thích giàu sang và thống nhiếp một họ tộc lớn, họ muốn được mọi người trong đời kính trọng, con sẽ hiện ra thân trưởng giả trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện ra thân một vị trưởng giả giàu có trước vị ấy để nói pháp cho họ nghe. Người phải có 10 đức hạnh mới có được danh hiệu trưởng giả. Đó là: 1. Tánh quý, xuất thân từ gia đình đại quý tộc. 2. Vị cao, ở trong cương vị trưởng quan. 3. Đại phú, nhiều của cải, giàu có. 4. Oai mãnh, uy nghiêm dõng mãnh. 5. Trí thâm, trí huệ cao thâm. 6. Niên kỳ, tuổi cao đức trọng. 7. Hạnh tịnh, phẩm hạnh thanh cao, xứng đáng là bậc mô phạm. 8. Lễ bị, đãi người tiếp vật đều có lễ nghi. 9. Thượng tán, trên được hàng quốc vương tán thán. 10. Hạ quy, dưới được lòng dân quy hướng. Kinh văn: nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay, sống đời trong sạch, con sẽ hiện ra thân cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay, có thể họ thích thi ca hoặc thích những tác phẩm hay của các nhà văn nổi tiếng. Họ có thể đọc thuộc lòng nhiều thể loại này. Họ thích sống đời trong sạch. Nếu yêu cầu họ làm điều gì mà họ cho là không xứng với những việc ấy, họ sẽ không có việc gì để bận tâm vào đó. Con sẽ hiện ra thân cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện ra thân cư sĩ và nói pháp cho họ nghe. Kinh văn: nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các bang ấp, con sẽ hiện ra thân tể quan trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các bang ấp, họ chế định những vấn đề trọng đại trong nước, con sẽ hiện ra thân tể quan trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện thân một vị tể tướng hoặc quan đại thần để nói pháp cho họ nghe. Kinh văn: nếu có chúng sinh thích môn số thuật, tự mình nhiếp tâm giữ thân, con sẽ hiện ra thân Bà La Môn trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: nếu có chúng sinh thích môn số thuật, thích nghiên cứu số thuật, tức là thiên văn địa lý, âm dương ngũ hành. Thuật tức là y bốc tinh tướng, chú thủy thư phù để điều dưỡng thân tâm, bảo hộ sinh mạng. Số là chỉ cho việc dùng toán số để dự đoán trước. Thuật là chỉ cho những ma thuật và các kỹ xảo khác. Nó còn là các bùa chú của ngoại đạo.
chú Tiên Phạm Thiên của ngoại đạo Ta Tỳ La mà mẹ của Ma Đăng Già sử dụng là một ví dụ của loại này. Những người này thích tự mình nhiếp tâm giữ thân. Họ hiểu được rằng nếu học được thần chú hoặc giáo pháp thì thần chú và giáo pháp ấy có thể hộ trì được cho họ. Con sẽ hiện ra thân Bà La Môn trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Bà La Môn là một tôn giáo ở Ấn Độ. Danh xưng đó có nghĩa là có nguồn gốc từ sự thanh tịnh và biểu trưng cho sự tu tập tịnh hạnh. Những người này có rất nhiều pháp thuật, họ có thể tụng chú và có nhiều kỹ xảo ma thuật. Và vì vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm thường ứng hợp với mọi chúng sinh. Ngài cũng hiện thân như một vị Bà La Môn để nói pháp. Thế nên những hạng người này có thể đạt được điều mình ước nguyện. Kinh văn: Nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật, con sẽ hiện ra thân tỷ khưu trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: Nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật, những người này nghiên cứu kinh điển và quyết định muốn sống đời xuất gia. Họ ra khỏi nhà nào? Ra khỏi ba loại nhà. 1. Họ ra khỏi nhà thế tục. 2. Họ ra khỏi nhà phiền não. 3. Họ ra khỏi nhà tam giới. Nhà thế tục là gia đình mình. Nhà phiền não là có nghĩa là ở trong vô minh. Chúng ta phải thoát ra khỏi nhà vô minh. Tam giới còn gọi là tam hữu, chỉ cho sự sống trong các cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Không phải đợi cho đến khi ra khỏi nhà tam giới thì quý vị mới chứng được quý vị A-la-hán. Khi những người này xuất gia, họ thọ trì giới luật. Giới luật rất là quan trọng. Người giữ giới thì không thể nói dối và nói cường điệu. Thấp nhất là giữ gìn năm giới, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh dâm dục, không nói dối và không dùng rượu và ma túy. Giới luật ở đây tất nhiên không chỉ là giới thứ nhất. Những người này thọ trì 5 giới, 8 giới, 10 giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ Tát, 250 giới của tỷ khưu và 348 giới của tỷ khưu ni. Họ giữ giới và không bao giờ hủy phạm. Con sẽ hiện ra thân tỷ khưu trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Tỷ khưu có ba nghĩa: 1. Khất sĩ. 2. Bố ma. 3. Phá ác. Hàng ngày các tỷ khưu mang bát đi khất thực, họ không tự nấu thức ăn cho mình, thế nên họ được gọi là khất sĩ. Có ba đàn giới khi thọ nhận giới cụ túc. Khi đăng đàn thọ giới tỷ khưu, vị yết ma sẽ hỏi: Thầy có phải là bậc đại trượng phu không? Giới tử trả lời: Thưa vâng, con là đại trượng phu. Vị yết ma hỏi tiếp: Thầy đã phát tâm bồ đề chưa? Giới tử trả lời: Thưa vâng, con đã phát tâm bồ đề. Bố ma: Khi một người đã được truyền tụ giới tỷ khưu, loài quỷ địa hành dạ xoa truyền tin này cho quỷ không hành dạ xoa, tin ấy truyền đến quỷ phi hành dạ xoa, cho đến khi truyền đến thiên ma trên cõi trời lục dục. Họ loan tin có một người trên thế gian vừa xuất gia và trở thành tỷ khưu. Điều này làm cho ma dương kinh sợ. Nó nói rằng: Quyến thuộc của ta sẽ mất đi một người và quyến thuộc của Phật tăng thêm một người. Phá ác: Vị tỷ khưu phá trừ cái ác nào? Cái ác của phiền não. Không biết rõ tại sao con người mọi thời đều dấy khởi phiền não. Khi họ khởi phiền não, họ đánh mất mọi tài năng, ngoại trừ khả năng chuyển sang xấu ác. Chẳng hạn, một người ăn trường trai có thể muốn bỏ cuộc, và đầu tiên là anh ta quyết định chấm dứt việc dùng thức ăn thanh tịnh. Anh ta quyết định: Ta sẽ ăn thịt. Khi phiền não đã sinh khởi, họ quên tất cả mọi điều, ngoại trừ tìm cách làm thế nào để tạo ác nghiệp. Hoặc là giả sử có người đã bỏ hút thuốc trong một thời gian dài. Khi anh ta bỏ cuộc
việc đầu tiên anh ta làm là giơ lấy điếu thuốc, và chẳng bao lâu anh ta sẽ trở lại với heroin, thuốc viện và tất cả các thứ thuốc trong một hơi hít vào. Anh ta hút vào và thở phù ra như một cơn bão. Anh ta hít vô và thở ra rất nhanh, như thể mình đã hóa thành vị tiên bất tử, có thể thở ra mây và phun ra sương mù. Một người nghiện rượu thề rằng anh ta sẽ không bao giờ đụng đến một giọt. Nhưng khi anh ta nổi giận điều gì đó, anh ta đi mua một chai rồi uống để dơi đi nỗi sầu. Ai đoán được rằng càng uống, anh ta càng trở nên tuyệt vọng. Khi anh ta tỉnh dậy sau cuộc chè chén lu bù, mọi đốt xương trong thân anh ta mỏi nhừ. Thử hỏi mọi người đã từng uống rượu, họ sẽ trả lời rằng buổi sáng hôm sau thì thật là kinh khủng. Nếu anh ta bị khánh kiệt lúc đó, thì anh ta chẳng làm được điều gì cả, nhưng cố chịu đựng. Nhưng nếu còn lại chút ít tiền, tất nhiên là anh ta sẽ đi mua chai khác và bắt đầu uống lại. Anh ta chỉ biết làm một việc, đó là say. Nói chung, khi phiền não sinh khởi, quý vị sẽ làm những điều mà lúc bình thường mình không bao giờ làm. Thậm chí việc này xảy ra cả khi có người thề rằng mình không bao giờ giết người. Nhưng khi phiền não nổi lên, anh ta hoàn toàn xem thường mọi thứ và quyết định giết mọi người trên đời này. Anh ta cầm dao và bắt đầu hành sự. Thế nên, phiền não là điều nên tránh. Đừng sinh khởi phiền não. Quý vị cần phải ra khỏi nhà phiền não. Chúng ta cũng muốn ra khỏi nhà tam giới, và vì thế xuất gia phải có đầy đủ ba nghĩa này. Kinh văn: nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật, con sẽ hiện ra thân tỷ khưu ni trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật, họ muốn tu học Phật pháp, họ cũng muốn ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não và ra khỏi nhà tam giới. Người nữ phải thọ trì nhiều giới điều hơn nam, họ phải giữ 348 giới. Người ta thường nói rằng phụ nữ có thân với năm thứ hữu lậu, thế nên họ phải giữ nhiều giới hơn. Con sẽ hiện ra thân tỷ khưu ni trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn: nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới, con sẽ hiện ra thân ưu bà tắc trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Nếu có người tín nữ thích giữ ngũ giới, con sẽ hiện ra thân ưu bà di trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới, đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh dâm dục, không nói dối, không uống rượu, con sẽ hiện ra thân ưu bà tắc trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện thân cư sĩ để nói pháp cho họ. Nếu có người tín nữ thích giữ ngũ giới, họ cũng muốn giữ những giới này, con sẽ hiện ra thân ưu bà di trước người kia, con sẽ hiện thân nữ cư sĩ và nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn: việc dịch: nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để điều hành gia đình hay quốc gia, con sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc thân quốc phu nhân mạng phụ đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để điều hành gia đình hay quốc gia, có khi những người phụ nữ này lo việc nội trợ, có khi họ nắm quyền trong triều chính, điều hành việc quốc gia, con sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc thân quốc phu nhân mạng phụ đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Có thể Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân một phụ nữ điều hành việc quốc sự, hoặc như là phu nhân của một nhà cai trị. Có khi Bồ Tát thị hiện như một mệnh phụ có quyền lực, hoặc người phụ nữ thanh nhã lịch thiệp trong xã hội. Trong các trường hợp này, Bồ Tát Quán Thế Âm đều đáp ứng cho các ước nguyện của họ. Kinh văn:
Nếu có chúng sinh không hoại năm căn, con sẽ hiện ra thân đồng nam trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải. Nếu có chúng sinh không hoại nam căn, đối với những thanh niên chưa biết đến phụ nữ và vẫn còn trong trắng, con sẽ hiện ra thân đồng nam trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn. Nếu có người con gái muốn làm trinh nữ, không thích kết hôn, con sẽ hiện ra thân đồng nữ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải. Nếu có người con gái, có nghĩa là phụ nữ chưa bao giờ biết đến đàn ông và chưa kết hôn, muốn làm trinh nữ không thích kết hôn, họ không muốn gần gũi đàn ông, kết hôn hoặc trải qua kinh nghiệm bị chiếm đoạt, con sẽ hiện ra thân đồng nữ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn. Nếu có chư thiên muốn thoát khỏi loài trời, con sẽ hiện ra thân chư thiên, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải. Nếu có chư thiên muốn thoát khỏi loài trời, các vị tiên nam và tiên nữ này không muốn lưu lại trong cõi trời nữa, họ muốn thoát khỏi tam giới. Con sẽ hiện ra thân chư thiên, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Vì họ muốn siêu diệt cõi trời, con liền hiện thân trước họ, dùng mọi phương tiện để giúp họ đạt được điều họ muốn. Kinh văn. Nếu có loài rồng muốn thoát khỏi thân rồng, con sẽ hiện ra thân rồng, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải. Nếu có loài rồng muốn thoát khỏi thân rồng, quan niệm chung của thời đại ngày nay là loài rồng không có thực. Một vài người công nhận huyền thoại về loài rồng thời xưa rất to lớn và khủng khiếp. Không có cách nào để nói chắc thật về ý kiến đã nêu trước, nhưng loài rồng có thật. Thế nó ở đâu? Long cung ở dưới biển. Chúng tôi đã dò thấu chiều sâu, tại sao chúng tôi chưa từng đi qua chỗ đó? Quý vị sẽ hỏi, nếu quý vị tìm ra được chỗ ở của chúng thì chúng không còn là loài rồng thật. Vì rồng là loài linh vật, nó có thần thông và có thể tự biến mình thành lớn hoặc nhỏ như ý muốn. Nó có thể tự biến thành lớn như hư không, nó có thể rút lại nhỏ như vi trần nếu cần. Nó có thể bất ngờ tàn hình rồi hiện hình lại ngay tức khắc. Năng lực thần thông cho chúng khả năng tự biến hóa với vô số cách thức. Tại sao chúng có năng lực như vậy mà lại thọ thân súc sanh? Vì trong những thân tu hành từ đời trước, chúng phát tâm tu tập đại thừa, nhưng chúng không chịu giữ giới. Chúng thuộc dạng thừa cấp giới hoãn. Chúng rất hờ hững. Vì chúng rất nhiệt tâm với pháp tu đại thừa, thừa cấp nên chúng có được thần thông. Nhưng vì chúng không giữ giới nên chúng bị đọa vào hàng súc sanh. Nếu loài rồng quyết định muốn thoát khỏi thân rồng, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân rồng ra trước chúng và nói pháp cho chúng nghe, khiến cho chúng thành tựu được ước nguyện. Kinh văn. Nếu có loài dược xoa muốn thoát khỏi loài của mình, con sẽ hiện ra trước họ thân dược xoa, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải. Nếu có loài dược xoa, dược xoa theo tiếng Sanskrit là Yaksa, Hán dịch là tiệp tật, có nghĩa là nhanh chóng, còn dịch là dũng kiện, có nghĩa là dũng cảm và mạnh mẽ. Dược xoa là một loại quỷ thần, có ba loại quỷ thần chính. 1. Địa hành quỷ. 2. Phi hành quỷ. 3. Không hành quỷ. Trong chú Thủ Lăng Nghiêm có câu Dược xoa yết ra ha. Trong bài chú, tên các vị vua của các loài quỷ đều được gọi lên. Mỗi vị quỷ vương thống lĩnh nhiều vị quỷ bậc thấp, và khi tên của vị vua được gọi lên thì toàn thể các loài quỷ thần khác đều phải cung kính tuân theo mệnh lệnh của vua. Nếu loài muốn thoát khỏi loài của mình, họ không muốn làm quỷ thần nữa, con sẽ hiện ra trước họ thân dược xoa, nói pháp cho họ nghe
để giúp họ được thành tựu. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân như một loài quỷ dược xoa để giúp họ thành tựu ước nguyện. Kinh văn: Nếu có loài Càng Thác Bà muốn thoát khỏi loài của mình, con sẽ hiện ra trước họ thân Càng Thác Bà, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: Nếu có loài Càng Thác Bà, Càng Thác Bà theo tiếng Sanskrit là Gandhava, Hán dịch là hương ấm, vì việc ngửi mùi hương tạo nên thức của chúng. Chúng là các nhạc công của Ngọc Hoàng. Khi Ngọc Hoàng đốt hương trầm thủy lên, chúng nghe được mùi hương và liền bị thu hút đến. Chúng đến chơi nhạc làm vui cho Ngọc Hoàng. Loài Càng Thác Bà này muốn thoát khỏi loài của mình, chúng không muốn làm thân Càng Thác Bà nữa. Con sẽ hiện ra trước họ thân Càng Thác Bà, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn: Nếu có loài Atula muốn thoát khỏi loài của mình, con sẽ hiện ra trước họ thân Atula, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: Nếu có loài Atula muốn thoát khỏi loài của mình, họ muốn ra khỏi quyến thuộc của loài Atula, con sẽ hiện ra trước họ thân Atula, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Phần này gồm các chúng sinh trong bát bộ quỷ thần, nhưng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm lại không đề cập đến loài Ca Lầu La. Nhưng phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa có đề cập đến việc Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện thân thành Ca Lầu La. Ca Lầu La là phiên âm từ tiếng Sanskrit, có nghĩa là chim đại bàng cánh vàng, kim sĩ điểu. Ca Lầu La là một trong bát bộ, và sự kiện kinh văn không đề cập loài này có lẽ là do lỗi bỏ sót khi sao chép kinh, hoặc có lẽ được hiểu bao hàm trong phạm trù chung là chúng sinh như đã được nêu ở trên. Ca Lầu La chỉ ăn riêng loài rồng. Cánh của loài chim này rộng đến 330 đại do tuần. Một tiểu do tuần bằng 40 lý của Trung Hoa, một lý tương đương 1/3 dặm Anh. Một trung do tuần bằng 60 lý, một đại do tuần bằng 80 lý. Với một lần vỗ cánh của nó, chim đại bàng cánh vàng tát cạn hết nước biển. Sức mạnh của nó lớn như vậy. Khi nước biển đã cạn sạch, loài rồng lộ ra. Bằng cách này, loài Ca Lầu La sắp bắt hết sạch toàn thể chủng tộc loài rồng. Thế nên loài rồng đến ý kiến Đức Phật để xin cứu giúp. Loài chim đại bàng cánh vàng Ca Lầu La gần như làm cho quyến thuộc loài rồng chúng con tuyệt chủng. Chúng con phải làm sao? Chúng ngưỡng trong lòng từ bi của Đức Phật cứu giúp. Chúng mong rằng Đức Phật sẽ ngăn cản loài chim đại bàng cánh vàng ăn thịt loài rồng quyến thuộc chúng. Đức Phật cho loài rồng một mảnh áo cà sa của Ngài để quấn trên sừng của chúng. Sau đó, loài chim đại bàng cánh vàng không dám ăn thịt rồng. Không có gì để ăn, loài chim đại bàng cánh vàng cũng đến kêu cứu Đức Phật, cầu xin cứu giúp chúng. Đức Phật hỏi: Chẳng có ai ăn thịt các ông, sao lại đến xin cứu giúp? Loài chim đại bàng cánh vàng đáp: Đúng là chẳng có điều gì đe dọa chúng con, nhưng chẳng có gì để ăn cả, chúng con sẽ chết vì đói. Ngài không cho chúng con được phép ăn thịt rồng nữa, chúng con sẽ chết mất. Rồi chúng xin Đức Phật đem lòng từ bi nghĩ cách cứu giúp chúng. Các ông chẳng có gì để ăn phải không? Được rồi, Như Lai sẽ giúp các ông. Về sau, mỗi khi Như Lai và các đệ tử Tỷ Khưu Thọ Trai sẽ cúng thức ăn cho các ông dùng. Ông không được ăn thịt loài rồng nữa. Đó là lý do tại sao trong khi thọ trai vào buổi trưa, Chư Tăng thường đem một ít thực phẩm ra bên ngoài để cúng dường cho chim đại bàng cánh vàng. Bản kinh này không đề cập đến chim đại bàng cánh vàng, nhưng chúng ta nên biết rằng bát bộ quỷ thần đều bao gồm trong các chúng sinh này. Nếu có loài Khẩn Đa La muốn thoát khỏi loài của mình, con sẽ hiện ra trước họ thân Khẩn Đà La, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: Nếu có loài Khẩn Đà La muốn thoát khỏi loài của mình, Khẩn Đà La theo tiếng Sanskrit là Kim Nara, Hán dịch là Nghi Thần. Chúng có tên như vậy
là vì khi chúng hiện ra thân người, nhưng trên đầu chúng lại có một cái sừng. Chúng cũng là một loại nhạc thần khác thường tấu nhạc cho Ngọc Hoàng. Cô sẽ hiện ra trước họ thân khẩn Đà La, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn: Nhược ma hô la già nhạo thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền hiện ma hô la già thân, dị di thuyết pháp linh kỳ thành tựu. Việc dịch: Nếu có loài ma hô la già muốn thoát khỏi loài của mình, con sẽ hiện ra trước họ thân ma hô la già, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: Nếu có loài ma hô la già, ma hô la già theo tiếng Sanskrit là Mahoraga, Hán dịch là Đại Mãn Thần, còn gọi là Địa Long. Loài rồng được đề cập ở trên là loài có thể đi lại trên không và được gọi là Thiên Long. Loài mãng xà này cũng gọi là rồng mà bị hạn chế trên mặt đất. Nó không có năng lực thần thông. Mahoraga cũng là chúng sinh trong Bát Bộ Quý Thần. Nếu loài Mahoraga muốn thoát khỏi loài của mình, con sẽ hiện ra trước họ thân Mahoraga, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn: Nếu có chúng sinh thích được thân người, tu để thành thân người, con sẽ hiện ra thân người, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: Nếu có chúng sinh thích được thân người, tu để thành thân người, họ muốn đời này sang đời khác luôn luôn được làm thân người. Thế nên Bồ Tát Quán Thế Âm nói: Con sẽ hiện ra thân người, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Ngài sẽ nói pháp cho các chúng sinh này nghe để giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Kinh văn: Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình hoặc không có hình, hoặc có tưởng hoặc không có tưởng, muốn thoát khỏi loài của mình, con sẽ hiện ra trước họ với thân hình như họ, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: Nếu có loài phi nhân, đây chỉ cho loài vật và các sinh vật khác với loài người. Loài hoặc có hình hoặc không có hình, hoặc có tưởng hoặc không có tưởng. Nếu những loài chúng sinh như thế này muốn thoát khỏi loài của mình, con sẽ hiện ra trước họ với thân hình như họ, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Có hình có nghĩa là có một hình tướng có thật, có thể thấy được. Vô hình có nghĩa là không có hình tướng. Có nhiều loài chúng sinh hữu tưởng, chúng sinh vô tưởng, gồm có loài đất, đá, gỗ, sắt. Những chúng sinh vô hình vốn cũng là chúng sinh, nhưng họ đã bị phân tán thành không và rơi vào sự lãng quên. Trường hợp này thường là dạng thân trung ấm, và đến một thời điểm nào đó chúng lại trải qua sự tái sanh và trở lại làm người. Kinh văn: Đây gọi là 32 ứng thân diệu tình, đều đi vào được các cõi nước và thành tựu một cách tự tại văn quân văn tu tam muội và vô tác diệu lực. Giảng giải: Đây gọi là 32 ứng thân diệu tình, đều đi vào được các cõi nước và thành tựu một cách tự tại văn quân văn tu tam muội. Hành giả phát triển công phu phản văn văn tự tánh bằng sự tu tập hàng ngày và áp dụng vô tác diệu lực. Vô tác là chỉ cho đạo lý vi diệu của vô vi. Với đạo lý này, chẳng cần phải đi qua khái niệm của suy lượng và tiến trình tư duy để tìm ra ý tưởng, với mọi người ai cũng phải vận dụng khi muốn làm một điều gì đó. Các vị Bồ Tát không tưởng tượng hay suy lượng các việc ấy. Trong định tam muội, các ngài có thể làm mọi việc. Trong văn quân văn tu tam muội, các ngài có thể đạt được vô tác diệu lực, và bằng phương pháp này các ngài thành tựu năng lực tự tại. Rất tự nhiên, mọi việc đều được ổn đáng.